Mình chào toàn thể anh em, chúng ta lại gặp lại nhau ở trận chung kết Đại hội Võ Lâm, một trận đấu siêu kinh điển giữa Ngũ Độc Trưởng và Thúy Yên Trưởng, Thúy Yên Song Đao, hai cầu thủ đến từ server của Công Thành Chiến .us, một server đồ xanh hoàng kim môn phái dành cho người đi làm. Đây là trận chung kết Đại hội Võ Lâm, chúng ta đã được chứng kiến những giây phút hai bên so tài với nhau, không cần phải ngại ngùng gì với nhau luôn, đứng tăng cơ với nhau luôn. Và cuối cùng thì cái gì đây, Đại hội Hùng An kết thúc, Bộ Công an đã giành chiến thắng, và chúng ta cùng coi lại những giây phút BK giữa hai cầu thủ này nha. Đây, chúng ta sẽ coi lại từ đầu luôn. Khi vào đầu trận đấu thì Ngũ Độc đã búc bùa và xuống ngựa đánh trưởng lên luôn. Thúy Yên thì cũng không sợ luôn, thả những cô tiên tốc độ mắc binh bằng thờ vào người của Ngũ Độc. Ngũ Độc tỏ ra khá không sợ gì luôn mọi người ạ. Chúng ta thấy không, hai bên so kè với nhau, máu của Ngũ Độc cũng tụt, máu của Thúy Yên cũng rất là tụt. Chúng ta thấy là Thúy Yên tí nữa chết luôn kìa, may mà giải độc kịp. Và cuối cùng thì cô tiên đã giành chiến thắng mọi người ạ, một kết quả khá bất ngờ cho những người xem. Chúng ta cùng coi lại nha, một kết quả khá bất ngờ luôn mọi người ạ. Khi chúng ta biết thì Ngũ Độc với sự lợi hại của đôi giày U Lung mà cô tiên đã giành chiến thắng rất là ngọt ngào. Chúng ta thấy là có lúc thì cô tiên đã bị tụt gần như là trắng máu luôn, hên là bơm lên máu kịp. Và bây giờ chúng ta sẽ được xem lại set đồ của hai cao thủ này để anh em có những lời nhận xét nha. Rồi, anh em vừa được xem những giây phút rất là hấp dẫn của trận đấu, thì anh em có nhận xét gì về những giây phút BK vừa rồi thì anh em hãy bình luận bên dưới. Đó là trận chung kết của Đại hội Võ Lâm của Công Thành Chiến .us, server dành cho người đi làm. Đại hội Võ Lâm diễn ra lúc 20:30 hàng ngày. Ở đây một set đồ Ngũ Độc cho chúng ta thấy đây. Nó mang trên người thì rất là nhiều móng vàng, và cây vũ khí đó là cây vũ khí kháng hỏa, choáng, sinh khí, sinh lực 149. Cây vũ khí này mặc cho nó trâu, lấy dòng kháng hỏa, dòng choáng, dòng sinh khí. Đây Ngũ Độc Trưởng mà mọi người. Chúng ta xem xét đồ, chúng ta có nhận xét gì chúng ta cứ bình luận bên dưới nhé mọi người nha. Rồi, dây chuyền này kháng tất cả 17, hơi cấp, hơi thấp. Phòng thủ lý 24, cũng khá là cao. Kháng độc 40, sinh lực 164. Dây chuyền của Ngũ Độc bùa, kháng tất cả mà cao là ngon. Rồi, cái nón U Lung, cộng chứng phái tới 3 cấp lận. Độc sát nội công 28 điểm lận, tốc đánh nội công 16. Ngũ Độc kỳ kinh cộng 3 cấp là chứng phái đó mọi người. Chứng phái cộng 3 cấp là thời gian đột phá lên rất là nhiều, là lực tàn lên rất là cao mọi người ạ. Áo phục hồi 40, Ngũ Độc chữ pháp cộng 3, âm phong thực cấu cộng 3 luôn. Cái áo rất là đẹp nha mọi người. Áo như tội sinh lực hơi thấp, kỹ năng thì cộng 33 đẹp. Đây lưng U Lung, thời gian làm chậm 46, sinh lực 135. Xét đồ của Ngũ Độc này như có vẻ sinh lực hơi thấp mọi người ạ. Thời gian choáng, thủ vật lý làm chậm, làm chậm rất là cao, 46 luôn. Và đây cái móng báu vật của Võ Lâm mà khiến cho cả Võ Lâm phải kiếp sợ, đó là đôi giày U Lung, tại vì nó có giờ thời gian độc phát 20% mắc binh. Thời gian độc phát này rất là khó chịu nha mọi người nha, tại vì nó vừa tăng lực tay vừa tăng độc phát, làm cho đối phương ngấm độc rất là nhanh, mình dẫn tới đột tử luôn, tại vì chúng ta biết là ngấm độc là đột tử. Nên đôi giày này rất là ghê gớm, cả Võ Lâm mà ai cũng khiếp sợ đôi giày này mọi người ạ. Tốc độ di chuyển 48%, và độc thực tâm là bùa, thời gian chúng độc khoảng 3 cấp. Ngựa kháng tất cả sinh lực, ngọc bội hiệp cốt kháng băng, kháng tất cả sinh lực. Những kỹ năng muốn có còn 1 cấp. Những kháng hỏa, choáng sinh khí. Nếu mà cao thủ này mang đổi lại mang kháng băng nhiều, khả năng có dần dần chiến thắng mọi người. Mình thấy set đồ kháng băng hơi ít, toàn thấy kháng hỏa choáng hơi nhiều. Kỹ năng muốn có còn 1 cấp. Mình thấy set đồ kháng băng mỗi cái ngọc bội, di chuyển hơn tất cả nữa. Và đâm ra là set đồ này mà để solo Thứ In thì cũng chưa mấy gọi là lợi hại. Nếu mà thay cái vũ khí hoặc là thay cái nhẫn đi thành nhẫn kháng băng gì đó thì sẽ trâu bò hơn, và đủ thời gian để cho đối phương bị ngấm độc mà chết. Đúng mọi người, nếu mà đúng thì mọi người hãy tặng cho mình một like nha mọi người nha. Và bây giờ chúng ta coi lại set đồ của cao thủ Thúy Yên Song Đao, khiến cho Ngũ Độc phải khiếp sợ. Ngũ Độc rất là ý trong trận đấu vừa rồi. Và bây giờ chúng ta coi là cao thủ Võ Lâm Minh Chủ
Ở đây set đồ của cao thủ Thúy Yên đây, tốc độ 39, Thúy Yên song đào cộng 3, băng sát đồ cộng 214, băng cốt tuyết tâm cộng 2 cấp. Cái vũ khí rất là tuyệt vời luôn. Sinh lực 304 rất là cao. Cái nón sinh lực 184, khăn lôi 26, thời gian trúng độc, nội lực Bích Hải Triều Sinh cộng 3 cấp, Phù Vân Tán Tuyết cộng 1 cấp. Nón này cũng rất là ngon luôn. Được cái kỹ năng cộng 3, rồi dây chuyền, dây chuyền cộng 3 cấp, khăn tất cả 24, thủ lưới 23, dây chuyền rất là ngon luôn, quá đẹp luôn. Khăn lôi tới 30% luôn. Áo kháng băng, thời gian trúng độc, chuyển hóa, quá đẹp luôn, sinh lực 114. Đại lưng Bích Hải, thời gian làm chậm, sinh lực 169, kỹ năng cộng 33, kháng lôi 30. Cao thủ này mang một bộ Bích Hải nha mọi người nha, một bộ võ hoàng kim môn phái song đao. Tốc độ di chuyển, phòng thủ vật lý, thời gian làm chậm, sinh lực cũng rất là cao. Ngựa kháng tất cả sinh lực, có tác dụng cả trên ngựa và dưới ngựa. Ngọc bội Bích Hải, tuyết ảnh cộng 3, phục hồi 49, phản đòn 10%, sinh lực trừ 10 điểm, kháng hỏa 1%. Làm cái ngọc bội mắc cười thật mọi người ạ. Thấy ngọc bội này mắc cười kinh khủng luôn. Hệ thủy mang kháng hỏa thêm 1%, không biết tác dụng thay đó cái dòng gì đi. Thay một cái dòng gì đó đi, kháng lôi, kháng độc gì đó đi. Chơi cái dòng kháng hỏa 1%, rất là mắc cười luôn mọi người ạ. Này là do xưa nó như vậy thì không biết người ta tại sao người ta cho dòng đó vào nữa. Rồi ngọc bội Bích Hải này, kỹ năng cộng 1, nhận hai cái nhận kỹ năng cộng 1. Ở đây là bao tay, phòng thủ lý làm chậm. Như vậy chúng ta thấy là cao thủ này mang set đồ không có kháng độc, có mỗi cái áo là thời gian trúng độc mà thôi. Vậy mà chiến thắng rất là hay. Đó, mà chúng ta vừa được xem qua những hai set đồ của hai đại cao thủ đến từ server của Công Thành 9.us. Một server đồ xanh hoàng kim môn phái dành cho người đi làm, ít có thời gian hoạt động. Anh em nào muốn tải game, muốn chơi tại server này thì anh em truy cập vào trang web là Công Thành 9.us để tải game. Hoặc là tham gia nhóm Zalo dưới đây nha mọi người nha. Hàng ngày đều có những trận đấu đại hội võ lâm, tống kim rất là ác liệt, đang chờ đón anh em chúng ta tham gia. Server miễn phí BK nha mọi người nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video BK sau. Anh em có nhận xét gì về trận đấu vừa rồi thì anh em để lại bình luận bên dưới để mình nhắn nhủ lại là cho anh em khác nha mọi người nha. Rồi bye bye anh em nha.